sao không ạ? Để chặt chặt nước mà đẩy xuống. Lối xin chào tất cả bạn nha. Thì hiện tại thì lúa đang đứng trên một cái thành miền cống đây. Đó, như một cái góc quay quen thuộc của lần thứ hai. Và đây chắc có lẽ là mình sẽ là quay ngay cái góc này lần cuối cùng và không bao giờ mình lên nữa. Thì lên đây rất là nguy hiểm các bạn. Các bạn phải biết bơi và các bạn đặc biệt là các bạn không bao giờ sợ độ cao. Và quan trọng trước tiên nữa là phải giữ một cái tinh thần thép. Đó, nếu mà bị đuổi thì các bạn cũng không xuống luôn. Đó là một cái tinh thần thép của những thằng làm YouTuber. Và quan trọng nhất nữa là cái đầu óc của mấy bạn là phải hơi bị khùng khùng một chút xíu thì bạn mới có thể làm YouTuber được. Và sau đây thì lúa xin sẽ cho các bạn xem những cái đòn mà xà lan vượt cống ra như thế nào. Thì ngay thời điểm này thì xà lan nó cũng đã bớt rồi, nó cũng bị vô. Thì lúa lại đây là lúc sáng các bạn, thì bây giờ là chuẩn bị là chờ, ngồi chờ và đợi chờ là hạnh phúc nha các bạn. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có những cái ngược đuổi và lội ngược dòng đầy mạo hiểm và đầy kịch tính cho các bạn được xem nha. Không quay được cho bạn coi chứ hai chiếc đầu kéo này kéo đã lắm rồi.
khi mà kéo mà đẩy thì nếu mà mất lái thì rất là nguy hiểm các bạn. Đó, nó đẩy nguyên một cái cần trục luôn rồi. Đây, các bạn thấy không, nước chảy khá là xiết nha. Rồi xà lan chắc thành bỏ cuộc rồi. Sẽ có sự gia chạm này các bạn. Ghê quá mà. Đó luôn kìa, cứng ngắc luôn. Ô chờ dưới có một chiếc lên nữa kìa, kẹt luôn rồi. Thank you.
cho chiếc xà lan các bạn. Rồi chiếc này công sức quá bự, quá cực. Cho chàng vỗ tay cho chiếc này công sức quá lớn rồi. Chứ để quay cho bạn coi những cái thứ khuyên vậy không phải đơn giản, nó ra phơi nắng thấy mẹ luôn các bạn, không đơn giản đâu. Rồi dính rồi, đúng rồi. Tiếp không nghe cúp đít nữa nè, dính cúp đít nữa nè, dính cúp đít nào bạn. Đứt lên nổi gì không này. Không nổi bạn, công sức quá trời bự mà cũng lên không nổi. Bạn thấy áp lực nước không? Nó chảy rất là ghê. Ôi khiếp. Bỏ cuộc. Đây có thể là một sự lội ngược dòng thêm lần nữa nè bạn. Thường thường ông bà nhà xưa nói là nhất quá tam ba lần nha bạn, đây là lần thứ hai.
Đây là kênh TVNet Điện Trần. Và giờ này là 12 giờ mấy rồi, cũng còn khá là đông khán giả đứng coi các bạn. Cổ vũ cho những con sóng lực ngược dòng. Đây bia kênh miễn phí luôn. Đây. Đây cũng là một chú YouTuber. Đây nếu các bạn muốn xem những hình ảnh sắc nét nhất thì các bạn vào TVNet Việt Trần nha bạn. Wow, chiếc này quá im quá ha. Trời ơi, im ra luôn á. Này chắc mới làm máy lại. Ru luôn nha, không nghe húng không nghe gì. Quá im. Quay quá trời luôn, quên nhấn nút quay rồi. Đây là tai nạn nghề nghiệp, bị tai nạn nghề nghiệp. Không bấm nút quay luôn, tai nạn nghề nghiệp. Và chiếc xà lan này và quá là im luôn các bạn. Này chắc cũng mới thay nhớt làm máy lại. Ôi dài kìa, dài kinh khủng. Cái chiếc này nó im điềm luôn các bạn, không có nghe một tiếng động gì trên, quá là im điềm. Nó khá là nguy hiểm nha các bạn. Bên đây nữa nè các bạn. Đó. Rồi đứt bánh xe luôn rồi. Đứt bánh xe luôn các bạn. Ghê quá các bạn ơi, thấy im im ghê quá. Có thể nhóc cát rồi. Trời ơi, quá trời cát luôn. Lắp đầy luôn rồi. Lắp đầy luôn. Vậy mà không khẩm thôi. Vậy mà khẩu ghê luôn hả? Giờ này ai nhảy vô cái đống cát đó là sự yêu. Quá chị nhỉ. Trời ơi, tổn rồi. Giờ này ai mà tự trên nhảy vô cái đống cát là 2 triệu view. 2 triệu view.
em nhảy thì quay cho thôi. Thôi ra có gì tôi chia tiền cho YouTuber Liêu Minh ừ. Đẹp lắm à, 2 triệu view đúng không? Bài ấy rồi bài triệu nó bé luôn, bài xong không biết hồi nó về đâu luôn. Rồi gió thổi kìa, là những khán giả nhí đây. Đây là những người khán giả cuối cùng. Còn chiếc nữa. Chiếc này nó là kết thúc nha bạn. Đây là những khán giả là trung thành luôn nè. Rồi chiếc này qua chạm nè. Rồi clip tạm thời kết thúc tại đây nha bạn. Tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha.